Đấy rồi anh em ơi. Ui ui, đây rồi. Hàng bự rồi anh em ơi. Hàng rồi, hàng rồi. Đi đi coi. Đây rồi anh em ơi. Úi trời ơi. Cộng rồi lắm rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi trời ơi. Cộng rồi lắm rồi anh em ơi. Thôi 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 thôi. Dậy dậy vào mắt. Đây rồi anh em ơi. Đây ơi. Ôi trời ơi, em ơi. Ôi ơi. Ai. Ôi bự đấy em ơi. Ui. Ôi bự bự. Ai. Ôi thằng bé con to nha mọi người. Hi, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Phích Sinh. Hôm nay bèo nó trôi ác chưa các bạn này. Nước này đục bởi hôm qua vừa rồi nó có mấy trận mưa rất là to đấy các bác. Nước đục ngầu hết cả lên này. Mà đục này thì nó sạch, nói chung là đục của phù sa thôi. Bèo này tốt thật các bạn, tốt nụt hết này. Em giờ cũng chưa biết là đánh ở chỗ nào ấy. Đang tính vào kêu đục bèo nhưng mà ở trong cái khu bèo thì trong đấy nó khó đánh lắm các bạn ạ. Kiểu như là cá không vào mấy, đánh bên ngoài này thì được. Hôm nọ em đánh thằng cu em thì em đánh ở bên ngoài được, chứ còn đánh ở sâu trong bèo này không có cá mấy. Nên này đang tính là chắc là chỉ đánh ở ngoài đầu thôi. Ngoài đầu này nó dễ có cá các bạn ạ. Nên gió này tí nó trôi nó thổi tạt bèo về bên trong kia. Đây, em đang tính đánh ở góc này nó đánh được nhất này. Ủa sao? Thì hôm nọ cũng có mấy anh em thắc mắc hỏi ở đây sao nó nhiều cá thế. Nói chung là ở đây thực ra các bạn là câu nó cũng là may mắn ấy. Bởi vì em sang đây cũng mấy lần rồi, mấy lần đánh toàn toàn bè, cũng có con gì khác ngoài toàn bè cả. Hôm mưa đánh thằng em nó đánh năng xê được, thế là bắt đầu em ra đánh thì lại thì được. Với lại thứ hai là cá ở chỗ này thì nói chung là dân tình họ thả phóng sinh cũng rất là nhiều, cá chép vàng này, các loại cá tạp đấy thì cũng được. Cái người dân ở đây ấy, các bạn, người dân ở đây thì họ gần như là chỉ câu giun này. Em đi qua đây thì thấy người ta toàn câu giun chứ không kiểu như đánh mồi bột như anh em mình. Nên cái loại cá trừ cái thằng cá rô phi ra thì họ không bắt được. Câu giun thì đa phần chỉ nên là rô phi thôi, còn đâu chấm chép các kiểu loại khó bắt. Hình ra nó cũng còn nhiều cá. Để ra hôm nay trời mưa mát trời tí nữa thì đẹp. Thôi đánh đi. Yên tĩnh ở đây rất là yên tĩnh các bạn ạ. Nói chung là ở quê thì anh em thường có những con sông con kênh này thì rất là thích. Có những cái điểm câu cá cũng rất là tuyệt vời các bạn. Nhiều bác bảo đây là ao, thật ra đây không phải ao. Ao thì làm sao nó trải dài tận tích ngoài kia được. Bèo đấy nó cứ trôi ra trôi vào các bác ạ. Em đang tính là ném chai nước này ra để cố định cái đám bèo to này vào. Thank you.
Ok anh em, xong xuôi rồi. Cái này thì em chỉ dám đánh bóng mồi, không dám đánh ổ bẫy bẹo trôi, sợ mất lỗ này. Đây rồi, úi dồi. Ô, chú đột phi. À, đồ chú đột phi ăn thẳng rồi. Ta ta ta. Đây, được một chú đột phi đầu tiên các bác ạ. Em cho dọ về đây đã. Rô phi này ngon đấy. Wow, cậy bụng vào. Đây rồi anh em ơi. Úi xả rô phi, rô phi, rô, rô to, rô to, rô to. Này rô này, rô to này. Ừ đấy. Qua đây, qua đây. Wow. Anh em ơi, con này rô to đấy. Phê chưa các bác ơi. Đẹp chưa. Chỗ này, túi này. Về quê câu cá vẫn là sướng nhất các bác ạ. Về quê câu vẫn là sướng nhất. Bẻo thôi mất cái lỗ rồi. Thank you.
Đừng rồi nhắm rồi, úi trời ơi. Cộng rồi nhắm rồi nhắm ơi. Đừng rồi nhắm rồi, úi trời ơi. Cộng rồi nhắm rồi nhắm ơi. Ê, thôi thôi thôi. Dậy dậy vào mắt. Mày dậy. Ui bay bay bay. Wow wow wow. Bay. Thôi 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 nhắm ơi. Đóng luôn chứ này. Cái dậy à. Chào vào mà con. Rạch mất rồi. Toàn rô anh em ạ. Đỉnh rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. À. Đỉnh rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. À. Bự bự đấy anh em ơi. Ui. Bự bự bự. À. Ui. Ui thằng bác nó to to anh em ạ. Ôi giời ơi. Ui nó bắt đúng mèo rồi. Phê phê phê. Ôi giời ơi. Cháo cáo vào đây anh em ơi. Mắc bèo rồi, vật vật, ở đây, bèo này nó tồi quá, rô phi cụ anh em ạ, rô phi to anh em ơi, ui, mắc quá, rồi đúng bèo vào anh em, rô phi to. Ui. Bèo mắc thế nhỉ. Vẫn còn vẫn còn. Mày mắc đây. Ui, ăn được con mè, con mè. Ui. Con mè mè anh em ơi, mè to mè to. Ôi phê anh em, con mè các bác ơi, mồm nó to đã man luôn. Đã quá. Mắc bèo quá. Mè to đấy. Đây các bác nhìn này, nó mắc cái đống bèo may vẫn chéo lên. Mè phê thế. Phi có thân bắn vào. Chú đô phi nhỏ nhỏ. Đấy rồi anh em ơi. Ui ui. Đấy rồi. Thả bự rồi anh em ơi. Thả rồi, thả rồi. Còn nhiều gì vậy? À, mè 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 anh em ạ. Mè 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 rồi, mè rồi, mè rồi. Ui ui ui. Đóng đuôi, đóng đuôi, đóng đuôi anh em mè. Vào đây, vào đây. Không phải kia rồi, khó vật các bác ạ. Wow. Quay vào đây cẩu luôn. Cẩu luôn anh em ạ.
đây, vào đây, đóng lưỡi này khó ra các bạn. Lưỡi này khó ra, đóng ở đây thì mất chạy. Mất chạy. Úi xoài, mè cụ. Wow. Anh em mè cụ này các bạn này. Phê chưa? Nó đóng vào đây thì nó không ra được thì em nhấc bổng nó lên luôn. Bởi bây giờ ở kia cái lỗ mèo không vươn được các bác ạ. Đồ khỏe mà, nay toàn đồ khỏe rồi. To đấy, con này to đấy anh em ạ. Đã, vào. Hai chú mèo luôn. Đầy bèo nó mắc lắm. Ngon đấy. Rửa tay. Mè này tanh lắm anh em ạ. Chua, kéo con này phê phết anh em ạ. Phê. Mè này nó tanh thật, cái mùi nó tanh hơi tanh luôn. Ở trong đây em nó vướng cái chỗ kia thì nó không gạt ra được, nên không vào được, chỉ sợ mất cá. Đấy các bạn, cái chỗ này em định gạt vào đây nhưng mà không gạt được các bạn, bởi vì khi mình gạt đây nó bị hỏng cái lỗ đấy, nó lại trôi vào tiếp, không gạt được. Nên giờ nó đang đánh liều đấy các bạn. Được con nào cẩu thôi. Một là cẩu, hai là cầm nuôi vào. Bây giờ không biết làm sao được nữa. Để đuổi em ơi. Như vậy. Ui. Đi vào chơi. Ui gọn bể. Ui ổ gọn bể to chưa các bác ơi. Trời ơi, con này phải cân. Đã mà. Ok. Ui trời, gọn bể sợ chưa. Ui cha mẹ ơi. Ui anh em ơi, con này nó phải hơn cân các bác ạ. Dậy quá à, dậy. Ui dồi ôi. Con này đúng phải hơn cân anh em này. Dã man. Ui dồi anh em ơi, con đoạn bẻ to chưa các bác này. Dã man chưa, con này em nghĩ chắc là hơn cân. Khiếp không tỏ. Đây con đoạn bẻ to nhất từ trước nhầm câu rồi. Con này cho vào đây. Này nướng ăn ngon đấy. Sợ thật đấy. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Ông gì vậy? Ốp sẽ mà anh em ơi. Mẹ các bạn. Được rồi chưa? Đấy. Đi rồi anh em ơi. Đi ơi. Đi rồi anh em ơi. Đi ơi. Ấy giời, đồ phi à? Đồ to anh em ạ. Mắc cây rồi. Ô đồ phi to chưa? Đồ to mắc cây. À lùi vẫn lên. Nói chung là lưỡi này nó mắc thì chỉ có lên thôi. À rô bự. Đóng mấy lưỡi này thì chạy mắt. Rô phi bự chưa các bác này. Anh em ơi, con rô to chưa? Đóng mấy lưỡi này chạy ở mắt. Á chả dậy dậy. Cứ bình tĩnh thôi. Cứ túm chặt cái lưỡi là ok. Rô to đấy.
con này gầy nha, to mà gầy đét xuống đét thôi. Nào ngon, rô đây được cái nó to phết, mỗi tội giờ gió thổi quá mất cái lỗ. Sáng này em cũng không dám đánh ổ các bạn, không dám đánh ổ, chỉ có mồi thôi, gió thổi mất lỗ thôi. Rồi, rùa to anh em ơi. Rồi to, không biết nữa em, chạy nhau chưa? To chưa? À ha. Lên, cầu lên. Wow, các bác ơi, nhìn con đồ phi này đã chưa? Úi giời, ngon thật. Con rùa quá đã luôn các bác ạ. Vớt ra xuống đây, phải to đấy. Mai mới là rô chứ. Cái nữa vẫn nùi lại dẫm vào. Nay mới là rô của bác này. Úi giời. Thế làm sao được. Mè này anh em về thấy quả tuyệt vời luôn. Đó, tầm này nó khoảng 1,5 cân, 2 cân, con này chắc khoảng 1,5 cân. Thấy quả tuyệt vời, một đôi phi to nữa kìa. Có ngon. Úi trời ơi, được hai con mè bự, mè toàn bọn bè to. Đó, thành quả rất là phê anh em nhé. Này quá, được hai con mè này, thấy quả tuyệt vời luôn. Mẹ được đúng bọn bè to. Toàn bọn bè to. Bây giờ em thu đồ về các bạn. Bọn này nó vào nó phá ổ nhiều quá, giật toàn lên cái giống này. Tôi hẹn ở nơi này một hôm nào đó sẽ sang lại bên này các bác ạ. 1, 2, 3 chú mè. Đi trophy. Đúng rồi bè. Ok. Đến rồi về nào.